Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn ghé thăm kênh Danh Phan Garden của mình nha. Thì hôm nay là ngày 9 tháng 12 âm lịch rồi. Nếu mà tính đến ngày hôm nay á, thì vạn thọ của mình đã được 44 ngày rồi đó các bạn. Hôm nay mình sẽ quay tổng thể những cái chậu vạn thọ của mình để cho các bạn quan sát là cái tình hình phát triển của vạn thọ mình nha. Thì những cái chậu vạn thọ đó thì cũng tương đối đều rồi đó các bạn. Và những cái cây bắt đầu ra lá và ra chèo rất là xum xê, cành lá rất là xanh tốt ha. Đặc biệt là đã có rất là nhiều nụ rồi các bạn. Với cái ngày gieo hạt ngày 25 và ngày 28 thì có một cái vài chậu nó hơi lệch nhau một xíu ha. Tuy nhiên là nó cũng đảm bảo là đã ra nụ đều rồi. Đây là những cái nụ nhỏ thì của những cái cây trồng vào ngày 28 nè các bạn. Còn những cái nụ to như thế này thì là của cây trồng vào ngày 25 ha. Và ngày hôm nay mình sẽ tiến hành phun thuốc. Và mình sẽ kết hợp giữa phun thuốc sâu và phun thuốc dưỡng cho cây nha các bạn. Thì trước khi mình phun thuốc á, thì mình cũng hướng dẫn các bạn tỉa bớt những cái chèo mà nó bị đẹp đó các bạn. Thì những cái chèo bị đẹp đó thường là những cái chèo nằm sát ở dưới rễ. Có nghĩa là những cái chèo mà nằm ở phía dưới á, thì thường những cái chèo đó không có hứng đủ ánh sáng mặt trời, nên thường là sẽ không có phát triển sinh sôi. Nên các bạn sẽ tỉa đi những cái chèo đó để cây tập trung nuôi những cái chèo trên ha. Đây nè, mình sẽ chỉ cho các bạn xem những cái chèo mà phía dưới nè. Đây các bạn thấy nè, những cái chèo mà Lychee ở dưới mặt đất đó các bạn. Đây các bạn thấy không? Thì nếu như các bạn không có tỉa cái chèo này á, thì nó sẽ hút bớt cái dinh dưỡng của cây, làm chậm cái tiến độ phát triển của những cái chèo trên ha. Và những cái chèo này nếu các bạn để thì nó cũng không ra hoa đâu ha. Và cái việc mà các bạn tỉa cái chèo này cũng giúp cho cây nó hạn chế được cái sâu bệnh hơn ha. À, bây giờ là mình sẽ tỉa cho các bạn xem thử nha. Đây, các bạn tỉa nha, các bạn cắt cái phần này đứt ra luôn nha các bạn. Đây, mình sẽ tỉa được những cái chèo như thế này. Rồi, những cái chèo như thế này thì các bạn cắt bỏ ha. Cho cái rễ cây, cho gốc cây được thông thoáng nha các bạn. Rồi, và những cái chèo như thế này thì các bạn cắt bỏ cho mình ha. Các bạn lưu ý, bây giờ là cây của mình đã phát triển rất là nhanh rồi và cũng tương đối là có sự phát triển và kháng ổn định, có sức đề kháng ổn định, nên là mình sẽ tăng cái lượng thuốc lên ha. Mình sẽ tăng cái lượng thuốc dưỡng cũng như là lượng thuốc trừ sâu nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ sử dụng cái thuốc để phun. Đây là cái thuốc mà mình sẽ dưỡng cho lá, cho cây. Và mình sẽ sử dụng luôn cái phần thuốc sâu nha các bạn. Thì cái phần thuốc sâu đó là phần thuốc mà mình đề phòng bệnh luôn ha. Thì tại vì cái cây mình có xuất hiện một vài cây là có dấu hiệu của sâu dễ bùa, nên mình phun cho nó luôn ha. Và các bạn nhớ kèm theo thuốc Atonic để dưỡng lá, dưỡng rễ và dưỡng hoa nha các bạn. Thì đợt này mình sẽ pha đậm đặc hơn. Mỗi một gói mình sẽ sử dụng hết luôn nha. Và mình pha với 25 lít nước sạch để mình phun ha. Và vào cái độ này thì các bạn nhớ là mình sẽ ra thăm cái vườn vạn thọ của mình thường xuyên hơn nha. Mình ra thăm để coi cái tiến độ phát triển của cây như thế nào, xem cây có cần đất hay không để mình bồi thêm, và mình xem coi là cây có biểu hiện sâu bệnh hay không thì mình sẽ phun thuốc sâu cho cây ha. Thì các bạn nên nhớ là dù cho cây chưa có sâu thì mình cũng phòng bệnh thì nó sẽ tốt hơn nha. Về cái phần bồi đất thì nếu mà cái rễ trắng nó cơ lên tới đâu thì các bạn sẽ bồi đất và lắp cái phần rễ đó tới đó nha các bạn. Các bạn mà để cái rễ nó nằm trên mặt đất lâu quá, rễ vàng và nó sẽ già, dẫn đến cái việc hút chất dinh dưỡng bị kém. Và hôm nay đặc biệt là các bạn phun thuốc trừ sâu và cái thuốc dưỡng này thì các bạn phun đều lên cây ha.
đều lên lá từng ngõ ngách luôn. Các bạn phun làm như thế nào á để cho là cái lượng thuốc này nữa nó ngấm vào cái rễ và cái gốc cây luôn nha các bạn. Rồi thì cứ tương tự các bạn phun cho hết những cái cây trồng của mình ha. Nếu mà cái lượng cây á, lượng cây dạng thọ các bạn ít hơn thì các bạn có thể là giảm đi cái lượng thuốc lại một xíu nha. Và trong cái nội dung của clip hôm nay thì mình chỉ có một ít cái nội dung cần chia sẻ với các bạn như thế này thôi. Thì mình cũng xin hẹn lại các bạn vào video clip tiếp theo. Mình sẽ tứ phân. Các bạn nhớ ngâm trước cái phân NPK 20-20-15 hoặc là 20-10-10 cùng với phân DAP trước một ngày nha, để mình tưới cho cây ha. Và bây giờ thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Các bạn nhớ ghé đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin chào các bạn.